bạn thân mến. Hiện giờ thì Phương và Dương Thái Vinh đang làm trong một chương trình Tần Số Tình Yêu. Và đối với Dương Thái Vinh á, thì hai chị em khác hơn vì chúng tôi đã làm việc với nhau nhiều năm nè. Và điều quan trọng là nhiều khi Việt Hương muốn ăn cái món gì mà đặc biệt ở Đà Nẵng thì Việt Hương đều nói với Vinh ơi, về nói với mẹ nấu cái món đó cho chị ăn với. Và mẹ cũng biết Việt Hương cho nên mẹ cũng nấu tặng cho Việt Hương nữa. À, nói chung là thân nè, rồi nói chuyện với Vinh nhiều nè, Vinh cũng chia sẻ với chị. Và hai chị em mà được làm việc chung trong chương trình Tần Số Tình Yêu thì Việt Hương và chị Vinh đã mai mối rất là nhiều cặp, đúng không Vinh? Em nói một câu đi. Rất là hạnh phúc khi mình thấy một cặp rồi đó, họ đến được với nhau, họ hy vọng là họ sẽ phát triển được. Đó là niềm vui của em, không biết chị có vui không? Chị rất là vui nhưng mà có một nỗi buồn nhỏ nhỏ. Nói với chị á nha, là Trương Thế Vinh là một người đa tài. Vinh hát hay, đẹp trai mà không đủ rất lâu. Tại thường là ông con trai á, khi gặp đạt là anh ta sẽ ăn nhậu, cũng bự, xấu đi, mặt nồng. Nhưng mà đối với Hương thì đúng như là mọi fan đó hay đặt cho Vinh là một cái voi biển. Là tại vì người dân xứ Đà Nẵng cho nên Vinh rất là chịu kiểu thể hình nè, tập thể thao nè, nói chuyện duyên dáng nè, rất là sâu sắc. Đặc biệt các bà mẹ nấu ăn rất là ngon. Vậy mà tại sao bao nhiêu năm tôi ở gần nó, em của tôi cũng làm mai được, cho nên Việt Hương rất là mong là trong chương trình Tần Số Tình Yêu kỳ này Việt Hương sẽ làm mai cho Trương Thế Vinh được một cô gái. Nhưng mà có thể là do Vinh khó, là vì cái tuổi của Vinh đã bắt đầu chậm lại và ngắm nhìn hơn ha. Và báo động cho Vinh biết em phải dễ, chứ nếu mà em khó em sẽ thành cái bước lối mòn đau khổ như anh Tiết Cương bạn chị bây giờ ế nhục nhã nha. Đó, cho nên là em phải nhớ là dễ dãi chút đây để tôi làm mai cho. Trời thôi, dễ, bật cái độ dễ lại rồi. Rồi, bật cái độ dễ, trăm điều dễ luôn nha. Và các bạn nữ nếu mà muốn hốt tình Trương Thế Vinh, con voi biển, vui lòng đăng ký vào chương trình Tần Số Tình Yêu nha. Cỡ nào Việt Hương cũng sàng lòng cho anh Vinh một chàng. Một người, một chàng như vậy, một nàng. Dạ, giới tính thẳng, tấp. Anh Vinh ơi, dạo này fan nó thường ship anh với lại BB Trần, anh có cảm nghĩ gì? Hả? Vinh ơi, sao một thời gian bây giờ linh hoạt dễ tính luôn hả? Thôi chị ơi, chỉ vì một thử thách thôi mà em bây giờ em bị tổn thương nặng nề. Sao vậy? Là do mà ăn cái bánh chung với nhau đó. Đây là hai đứa nó tiến tới hôn nhân rồi các bạn nữ ơi, chúng ta không cần tìm kiếm gì nữa các bạn nữ ơi. Anh thẳng tắp, không lo lắng gì chuyện đó nha. Thôi anh đi. Anh Vinh hứa rồi sẽ không lấy BB Trần đâu, sẽ lấy Hải Triều thôi.